Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh. Trong clip ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về mẫu sản phẩm mới của Yamaha vừa mới được ra mắt. Mình sẽ review cho anh em xem nhé. Sau khi chờ đợi rất là lâu, Lacy 155 của các bạn về đây rồi. Cùng với Yamaha Hương Quỳnh review về chiếc xe tay ga Lacy 155 này nhé. Về mức giá thì Lacy đang có mức giá ở bản cao cấp đang có mức giá là 48.900 và Lacy bản tiêu chuẩn đang có giá là 48.500. Ưu tiên cho các bác nào đặt cọc xe lô đầu tiên của Lacy auto giảm ngay 2 triệu về giá xe nhé. Xe tay ga Lacy 155 được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình. Ngay từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, Yamaha đã tung ra mắt mẫu Lacy 155 rất rầm rộ và đáng mong chờ. Một chiếc xe có thiết kế hoàn toàn mới không giống một chiếc xe tay ga nào trước đây của Yamaha. Đây là sự kết hợp phong cách thể thao và tinh tế để ra một chiếc xe phù hợp như thế này. Về ngoại hình, nếu các bạn soi kỹ một chút, các bạn sẽ nhận được ra ngay. Được chiếc này có dáng thiết kế là dạng Touring Sport. Với phong cách này, nhìn tổng thể xe rất hầm hố và kết hợp với màu sắc như xám và đen trông xe là cực kỳ ngầu. Nhìn về ngoại hình xong thì đập vào mắt ngay đầu tiên đó chính là phần hệ thống đèn. Không giống với chiếc Navic cũng không giống với chiếc xe Frigo, một chiếc xe thiết kế đầu đèn hoàn toàn mới. Dải đèn Demi vuốt sang hai bên vô cùng tinh tế và kỹ xảo. Cả hệ thống đèn chiếu sáng đều là sử dụng dạng LED rất sáng, một điểm lớn dành cho dòng xe Lacy 155 này. Nhắc tới tư thế ngồi lái là vô cùng thoải mái và thư giãn. Đây, chỗ này đừng có làm bình xăng hay cái gì ở đây nữa, mà là chỗ để chân. Chiếc Lacy này cam đoan với anh em, chỗ để chân không bao giờ bị mỏi. Leo trái rồi leo phải rất dễ dàng, thậm chí còn để được đồ ở dưới chỗ để chân nữa cơ. Tư thế ngồi thẳng lưng không bị chồm, ghi đông rộng và đặc biệt mình đánh giá rất cao cho chiếc xe Lacy này có ghi đông khá là nhẹ. Và các bạn nào thích xào trẻ thì thật sự chiếc xe này là quá vô tư luôn. Với xe rất là bè, cái chỗ mà cái mỏm mà cho người ngồi lái, mình thề với các bạn luôn, ngồi trọn vẹn cái yên rất là phê, chứ không bị ngồi kiểu thiếu yên dễ bị đau rất là khó chịu như ở một số dòng xe khác. Về chiều cao và cân nặng, 700mm là hãng đã công bố rất phù hợp cho các bạn nào từ 1m6 đổ lên là có thể sử dụng được chiếc xe này. Như mình 1m74 đã ngồi xe này đã chống được cả hai bàn chân rồi. Với cân nặng 118 cân là trọng lượng ướt, xe vẫn là quá nhẹ. Với chức năng công nghệ hỗ trợ cho người lái, chúng ta sẽ có khóa bảo vệ smart key này, cổng sạc, rồi Ecolec, hệ thống phanh đĩa trang bị ở ABS ở kênh đằng trước rất là tuyệt vời. Lacy được mang cho mình khối động cơ là 155 phân khối có VVA. Đây là dòng xe thứ hai mà trên chiếc xe tay ga đã được áp dụng công nghệ này. Về xăng tiêu hao hết là 2,19 lít trên 100 cây, rất phù hợp cho một chiếc xe tay ga nào có phân khối 155 như thế này. Và đây là hiển thị màn hình của chiếc Lacy 155. Có vòng tua này, có báo xăng này, có báo odo này, vân vân, rất cơ bản. Ngoài lề thì sẽ có cảnh báo xi nhan này, mắt đọc ABS này, báo lỗi FI, báo nhiệt độ, rồi báo dừng start stop nữa. Rất là đa năng. Màn hình xe là được thiết kế là có màu và nhìn khá là sáng nhé. Lốp xe sẽ được trang bị là lốp không xăm. Tuy nhiên, bánh sẽ thiết kế bé hơn so với chiếc Navic động cơ 155. Mà lại thiết kế mà lại bánh bé hơn như thế này thì chắc chắn một điều xe này có lớp ga mạnh hơn với chiếc Navic 155 là cái chắc. Tổng kết lại, chiếc Lacy 155 là một siêu phẩm của chiếc xe tay ga của Yamaha. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc ADV BCX của nhà Honda. Xem xong clip này, các bạn đã bị hiểu rõ hơn về chiếc xe tay ga Lacy 155 này rồi. Hy vọng các bạn có một cái nhìn mới mẻ hơn này, phong cách độc lạ, độc đáo hơn với chiếc Lacy 155 ABS này nhé. Video review xe ga Lacy 155 đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại một like và một sub để ủng hộ kênh mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.